Bạn đang muốn tìm một chai nước hoa sử dụng hàng ngày nhưng mà giá cả sinh viên, một mùi hương đơn giản nhưng mà lại có điểm nhấn, và tất cả những cái bạn đang cần là một chai nước hoa giá cả sinh viên. Ok, và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho tất cả mọi người bốn chai nước hoa giá cả sinh viên Ramit. Bắt đầu thôi. Hello, xin chào tất cả mọi người và chào mọi người đến với kênh chi tiết của Nam Bộ Phim TV, và mình là Bạch. Thì cái tiêu chí của mình khi mà chọn bốn chai nước hoa này đó chính là nó đắt tiền. Wow, đỉnh không? Mà thực ra thì bốn chai nước hoa này mình thấy nó hoàn toàn phù hợp cho các bạn khi mà đi làm văn phòng dùng hàng ngày, và hơn hết là cái mùi hương nó lạ và hoàn toàn xứng đáng với những cái số tiền mà các bạn đã bỏ ra. Ok, và chai nước hoa đầu tiên đó chính là Creed Silver Mountain Water. Khi mà nhắc về cái nhà Creed thì mình tin chắc là ai cũng biết đến siêu phẩm là Creed Aventus luôn á mọi người, một chai nước hoa vô cùng nổi tiếng. Mà thực ra thì đây là một chai nước hoa cũng không hề kém cạnh đâu, tại vì nó có một mùi hương nịnh mũi, cũng như là nhiều mùi hương khác cũng đã làm lại cái mùi hương này vì nó quá xịn sò cũng như là dễ dùng. Thì đây là một chai nước hoa được ra mắt vào năm 1995, một mùi hương tươi mát cũng như là nịnh mũi. Và cái hỗn hợp mùi hương ở trong chai nước hoa này là một mùi hương citrus cộng với mùi hương green, mùi hương xanh của lá trà xanh đó mọi người. Nó tạo cho mình một cái tổng thể vô cùng tươi mát, mà các bạn có thể tưởng tượng như là các bạn đang leo lên một cái đỉnh núi vào mùa xuân hoặc là mùa đông ấy, thì cái không khí của nó trong lành cũng như là dễ chịu. Và đây là một chai nước hoa unisex, vì vậy nếu như tất cả các bạn đã chán những cái mùi hương như là giò trắng này, như là Dolce & Gabbana Light Blue phiên bản cho nam, thậm chí là cho nữ, thì đây chắc chắn là một chai nước hoa mới mà mọi người nên trải nghiệm, một phiên bản văn phòng luxury hơn. Vì mọi người, mình nghĩ là bạn sẽ vô cùng ngầu khi mà mọi người nhìn vào bạn sử dụng một chai nước hoa nó đắt tiền cũng như là dám sử dụng hàng ngày á. Nhưng mà đùa thôi, mùi hương này thực sự là một mùi hương mũi và vô cùng phù hợp cho các bạn khi mà đi làm văn phòng cũng như là đi học. Và chai nước hoa thứ hai, một chai nước hoa đến từ nhà Frederick Malle, Portrait of a Lady, chân dung của một quý bà. Thì khi mà nhắc về cái nhà Frederick Malle này thì đây là một cái nhà niche đến từ Pháp được khá là nhiều người yêu thích, bởi vì những cái chai nước hoa của họ là luôn tôn vinh cái người làm nên cái chai nước hoa đó. Vì vậy mà cái tên của người đó sẽ được in ở trên chai nước hoa Dominique Ropian. Thì đây là một chai nước hoa được lấy cảm hứng từ một cuốn tiểu thuyết của Henry James vào năm 1881. Và mùi hương của chai nước hoa này là một cái combo hủy diệt của hoa hồng và gia vị. Thì cái mùi hương hoa hồng nó xuất hiện ở đây đầu tiên đó, nó tạo cho mùi hương này nó tươi tươi một chút. Sau đó thì cái mùi hương gia vị nó xuất hiện, nó tạo ra một cái cảm giác the the, cay cay. Nó là một cái hỗn hợp đối lập nhau ấy. Thì nó tạo lên một cái cảm giác giống như là cái hoa hồng ở trong đây nó xuất hiện giống như là hoa hồng đen á mọi người. Nó có một cái sự mà táo bạo cũng như là quyến rũ. Và đây là một chai nước hoa hoàn toàn phù hợp cho các chị em có thể đi chơi, thậm chí là đi hẹn hò. Nếu các bạn muốn gây ấn tượng cho đối phương bằng một cái mùi hương nó sexy, một mùi hương nó quyến rũ, nó trải đời nhưng mà nó không bị đụng hàng á, thì Portrait of a Lady là một cái lựa chọn tốt nhất cho tất cả các chị em. Và chai nước hoa thứ ba, một chai nước hoa vô cùng xịn sò luôn mọi người, đó chính là Good Girl Gone Bad đến từ nhà Kilian. Đây, để mình mở cái hộp ra cho mọi người xem. Ồ, là trời luôn đúng không mọi người, rất là xịn. Đây, mình mở ra. Thì khi mà nhắc về cái chai Good Girl Gone Bad đến từ nhà Kilian này thì mình nghĩ rằng là các chị em dù có không rành về nước hoa thì cũng biết đến em đó. Tại vì cái đợt mà Ngọc Trinh unbox chai nước hoa này với chai Bonona ấy, thì hai cái chai đó hoàn toàn đã gắn liền với tên tuổi Ngọc Trinh rồi. Thì khi mà nhắc về cái chai nước hoa Kilian này thì cái thương hiệu này có rất là nhiều chai nước hoa hay luôn mọi người. Mà nếu có dịp thì mình sẽ làm một cái topic nói về những chai nước hoa Kilian mà mình thích. Thì nếu mọi người muốn biết thì mình có thể comment cho tụi mình biết nha. Còn về chai nước hoa Kilian Good Girl Gone Bad này thì mình thấy đó là một chai nước hoa dành cho các chị em mà điệu đà, nữ tính luôn á. Thật sự rất là phù hợp luôn. Tại vì ở trong chai nước hoa này nó là một cái thành phần của hoa trắng xuất hiện, đó chính là hoa huệ và hoa nhài. Thì đây là một hai cái loài hoa mà mình vẫn hay nói là sự đại diện cho cái sự nữ tính luôn á. Ban đầu thì mùi hoa nó nhẹ nhẹ, sau đó nó có một chút trầm trầm và ngọt ngọt. Thì khi mà chị em mà xức chai nước hoa này lên trên người thì mình nói thiệt là một người con gái, một người phụ nữ đẹp luôn á. Đẹp kiểu như là đẹp người, đẹp nết luôn á mọi người. Và chai nước hoa cuối cùng, một chai nước hoa mình cũng rất là thích, đó chính là Woodsex and Sea Source đến từ nhà Chamberlain London. Thì đây là một chai nước hoa mình đã từng review khi mà mình đi Đà Nẵng rồi, mọi người có thể xem lại. Nhưng mà hôm nay mình muốn nhắc lại một chút tại vì mình rất là thích cái mùi hương của em này luôn. Thì đây là một chai nước hoa mà khi mà mình nhắc về những cái mùi hương mà mùi hương biển, mùi hương gió biển hay là mùi muối á, thì mình nghe mình thường hay bị nhức đầu lắm. Nhưng mà đây là một chai nước hoa mà nó khai thác được cái mùi hương thủy sinh
Vì vậy mà cái mùi hương nó tươi, nó mát, kiểu như là các bạn có thể tưởng tượng là các bạn, nếu mà các bạn ở cái khu nhà mà ở gần biển thì các bạn sẽ biết là cái mùi hương gió biển, cái mùi muối biển á, nó hòa vào và cái mùi gió nó làm cho mình cảm thấy là thoải mái và dễ chịu. Và cái mùi hương này nó cũng tươi tươi, pha một chút ngọt thôi. Và nếu như các chị em đang kiếm một cái mùi hương để mình có thể đi dạo phố, đi chơi cà phê, mặc những cái bộ đồ nó ngây ngô một chút, nó như sơ mi trắng này nọ, thì đây chắc chắn là một chai nước hoa sẽ khiến bạn vô cùng xinh xẻo luôn. Và đó là 4 chai nước hoa giá cả sinh viên Remix mà mình muốn giới thiệu cho tất cả mọi người. Đầu tiên là Quicksilver Mountain Water, thứ hai là Frederick Mel Portrait of a Lady, thứ ba đó là Good Girl Gone Bad đến từ nhà Killian, và cuối cùng là Woodsack and Sea Salt đến từ nhà Chamberlain London. Thì 4 chai này mình thấy hoàn toàn nó xứng đáng với cái giá tiền mà các bạn đã bỏ ra. Các bạn có thể truy cập vào numberphone.net để có thể tìm hiểu thêm về thông tin của sản phẩm. Và nếu như tất cả các bạn đã từng trải nghiệm những chai nước hoa này thì mọi người hãy comment cho tụi mình biết. Và nếu các bạn thấy thích video này hãy cho tụi mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh giải trí Number Phone TV của tụi mình nha. Và cảm ơn tất cả các bạn.